Tổng thống Biden nêu lý do dừng tranh cử. Tổng thống Biden nói rằng ông dừng tranh cử để đoàn kết đảng, đất nước và cũng đã đến lúc trao lại ngọn đuốc cho những người trẻ tuổi hơn. Việc bảo vệ nền dân chủ, vốn đang bị gặp nguy cơ, quan trọng hơn bất kỳ chức vụ nào, tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trên truyền hình ngày 24 tháng 7. Tôi đã quyết định cách tốt nhất để tiến về phía trước là trao lại ngọn đuốc cho thế hệ mới. Đó cũng là cách tốt nhất để đoàn kết đất nước chúng ta. Tôi tôn trọng chức vụ này, nhưng tôi yêu đất nước hơn. Đây là bài phát biểu đầu tiên của ông Biden kể từ khi tuyên bố dừng tranh cử Tổng thống hôm 21 tháng 7. Ông ca ngợi phó Tổng thống Kamala Harris là người bản lĩnh và có năng lực. Bà Harris, 59 tuổi, được coi là ứng viên Tổng thống mới của Đảng Dân Chủ, thay ông Biden. Phát biểu sau chiếc bàn mang tính biển tượng Resolute Desk tại phòng bầu dục ở Nhà Trắng, Tổng thống Biden kêu gọi chấm dứt sự chia rẽ trong nền chính trị Mỹ. Ông cũng cho rằng đã đến lúc nhường chỗ cho những tiếng nói mới, tươi trẻ. Ông Biden, 81 tuổi, bác bỏ những cáo buộc cho rằng ông sẽ là tổng thống hữu danh vô thực trong 6 tháng còn lại của nhiệm kỳ. Trong 6 tháng tới, tôi sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách tổng thống, ông nói. Thêm rằng sẽ tiếp tục nỗ lực giảm chi phí sinh hoạt cho các gia đình và bảo vệ quyền tự do, trong đó có quyền phá thai. Ông Biden khẳng định vẫn còn nhiều việc phải làm, như hướng tới thỏa thuận hòa bình ở Trung Đông, đưa NATO trở nên mạnh mẽ, đoàn kết hơn và ngăn Nga giành chiến thắng ở Ukraine. Bài phát biểu dài 11 phút là lần thứ tư ông Biden sử dụng bối cảnh phòng bầu dục kể từ khi nhậm chức năm 2021. Nhiều thành viên gia đình, trong đó có đệ nhất phu nhân Jill và các cố vấn cấp cao cũng có mặt. Họ vỗ tay khi ông kết thúc bài phát biểu. Bài phát biểu từ phòng bầu dục là hoạt động đặc biệt của các tổng thống Mỹ, thường được đưa ra trong những thời điểm rất quan trọng. Lần gần nhất Biden phát biểu tại phòng bầu dục là hôm 15 tháng 7, khi ông kêu gọi người Mỹ bình tĩnh sau vụ cựu tổng thống Donald Trump bị ám sát hụt. Ông Biden là tổng thống đương nhiệm đầu tiên không tái tranh cử kể từ năm 1968. Quyết định được đưa ra sau khi nhiều nghị sĩ Đảng Dân chủ gây sức ép, kêu gọi ông rút khỏi cuộc đua do thể hiện kém trong cuộc tranh luận với Trump. Việc ông Biden rút lui đã làm đảo lộn chiến dịch tranh cử của ông Trump, vốn tập trung vào tuổi tác và sự minh mẫn của tổng thống. Hiện ông Trump, 78 tuổi, là ứng viên tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Mỹ. Ông Biden trở lại Nhà Trắng hôm 23 tháng 7 sau gần một tuần cách ly tại nhà riêng ở bang Delaware do mắc COVID-19. Nhà Trắng phủ nhận đang che giấu tình trạng của ông, khẳng định việc Tổng thống dừng tranh cử không liên quan đến vấn đề sức khỏe. Đảng Cộng Hòa cho rằng Biden nên từ chức vì nếu ông không đủ năng lực để tái tranh cử thì cũng không đủ năng lực để làm Tổng thống. Nhà Trắng bác bỏ, mô tả lời kêu gọi này là ngớ ngẩn. Ông Biden, người ngày càng chỉ trích chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza, sẽ gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng ngày 25 tháng 7. Ông Netanyahu cũng sẽ gặp bà Harris vào hôm đó. Trong khi đó, ông Trump dự kiến gặp lãnh đạo Israel tại khu nghỉ dưỡng Ma a lago ở Florida vào 26 tháng 7. Bà Harris có khởi đầu như mơ nhưng mối lo vẫn trực chờ. Sau khi tiếp đuốc từ Tổng thống Joe Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris liên tiếp nhận tin vui trong những ngày đầu phát động chiến dịch tranh cử. Tuy nhiên, những thuận lợi ban đầu chưa thể bảo đảm cho chiến thắng cuối cùng của phó tổng vào tháng 11 tới. Khởi đầu thuận lợi. Sau tuyên bố ngừng tranh cử của tổng thống Joe Biden, phó tổng thống Kamala Harris chính thức chia tay vai trò hậu thuẫn, trở thành một ứng viên tranh cử trên đường đua vào Nhà Trắng. Sự xuất hiện của một ứng viên trẻ tuổi hơn ông trong người vừa nhận đề cử chính thức của Đảng Cộng hòa đã giải quyết thành công mối lo của Đảng Dân chủ về vấn đề tuổi tác, đồng thời giúp bà Harris giành được nhiều sự ủng hộ từ cử tri và những người đồng đảng. Reuters đưa tin, đa số các đảng viên dân chủ trên toàn quốc đều công khai đứng về phía bà Harris, trong đó có tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Theo ước tính của CNN, tính đến tối 22 tháng 7, phó tổng thống đã nắm trong tay số phiếu nhiều hơn 1976, đủ điều kiện giành được đề cử trong vòng bầu cử sơ bộ đầu tiên của Đảng dân chủ. 36 giờ sau khi phát động chiến dịch tranh cử, bà Kamala Harris thu về số tiền gây quỹ 100 triệu đô la Mỹ vượt xa bất kỳ ứng viên tổng thống nào trong lịch sử. Bên cạnh đó, khoảng 58.000 tình nguyện viên cũng vừa đăng ký tham gia đội ngũ vận động của phó tổng thống. Người phát ngôn chiến dịch của bà Harris, ông Charlie Kretschmer Lutzvack cho biết trong một tuyên bố với tờ The Independent rằng đội ngũ của chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng thêm 250 văn phòng truyền thông, phân bố hơn 1.300 nhân viên chạy chiến dịch trên khắp các bang giao động. Đó là cách chúng tôi sẽ sử dụng số tiền tài trợ 100 triệu đô la Mỹ vừa có được. Theo kết quả thăm dò mới được công bố của Reuters Ipsos, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đang dẫn trước cựu tổng thống Donald Trump về tỷ lệ ủng hộ, 44% so với 42%. Đây là một tín hiệu tốt đối với Đảng Dân chủ. Theo một khảo sát tiến hành trước khi tổng thống Joe Biden tuyên bố ngừng tranh cử, tỷ lệ ủng hộ ông chủ nhà trắng kém 2 điểm so với của đối thủ Trump. Cũng trong hôm 22 tháng 7, bà Harris đã chứng tỏ lợi thế tranh cử với tư cách một lãnh đạo nhà trắng. Phó tổng thống đã tổ chức tiếp đón các đội vô địch của Hiệp hội Điền kinh Đại học Quốc gia. Đây là một nhiệm vụ thường do các tổng thống thực hiện nhưng bà Harris đã thay mặt ông Biden, người đang trong thời gian cách ly vì COVID-19. Tại buổi tiếp đón, Phó tổng thống Harris đã gửi lời tri ân xúc động đến ông Biden, đồng thời đề cao những di sản của tổng thống đương nhiệm sau hơn nửa thế kỷ tham gia chính trường. Theo nhận định của lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakim Jeffries và lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer, người tiếp đốt của tổng thống joe biden đã có một khởi đầu tuyệt vời trên đường đua tranh cử cơn bão đang đến gần tiếp nối di sản của người đi trước trong trường hợp này là tổng thống biden có thể mang lại những rủi ro nhất định cho bà harris theo chuyên gia nghiên cứu quan hệ quốc tế thuộc đại học andrew scotland ông philip o'brien chính quyền của bà harris sẽ không khác nhiều so với chính quyền ông biden điều này đồng nghĩa ngoài việc tiếp nối những quyết sách bảo vệ quyền phá thai mang lại nhiều sự ủng hộ Bà Harris cũng phải tìm cách đảo ngược suy nghĩ của cử tri trong các vấn đề kinh tế, biên giới và viện trợ nước ngoài. Ông chăm thường dẫn đầu cuộc thăm dò dư luận đối với các vấn đề này. Đặc biệt, trong vấn đề biên giới, Phó tổng thống không nhận được nhiều thiện cảm từ người dân. Vào đầu nhiệm kỳ, bà Harris đã được giao nhiệm vụ giải quyết cuộc khủng hoảng di cư tại biên giới Mỹ Mexico. Một số sai lầm và các phát biểu gây tranh cãi sau đó bao gồm các phát biểu tại cuộc phỏng vấn trên đài NBC hồi năm 2021 với người dẫn chương trình Lester Holt, đã khiến bà trở thành mục tiêu công kích của đảng đối lập. Nhập cư là điểm yếu của đảng Dân Chủ ở các bang chiến trường. Đây là vấn đề nổi cộng đối với những cử tri sống ở những vùng ngoại ô. Họ tin rằng hệ thống nhập cư của chúng ta không được quản lý đủ chặt chẽ. Cựu dân biểu New York Steve Israel, người đứng đầu Ủy ban Vận động tranh cử của Đảng Dân Chủ nói, Vấn đề nhập cư không phải là thách thức duy nhất mà bà Harris đang phải đối mặt. Hôm 23 tháng 7, đội ngũ tranh cử của ông Donald Trump đã gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban Bầu cử Liên bang, FEC, cáo buộc Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala vi phạm đạo luật chiến dịch bầu cử liên bang năm 1971. Theo lập luận từ các luật sư của ông Trump, bà Harris không có quyền sử dụng quỹ tài trợ 91 triệu đô la Mỹ do bà vẫn chưa chính thức trở thành ứng cử viên đại diện Đảng Dân Chủ. Mới đây, Chủ tịch FEC xin Cuxi, -si, một nhân vật do ông Trump bổ nhiệm, đã đăng một đoạn trích dẫn đạo luật tài trợ chiến dịch trên mạng xã hội X yêu cầu ứng viên hoàn trả các khoản đóng góp sau khi ngừng tranh cử. Trước những chỉ trích từ phía Đảng Dân Chủ cho rằng bài đăng của ông đang gây ra bất ổn và ngờ vực trong hệ thống tài trợ chiến dịch của quốc gia, ông Cuxi -si lập tức đáp trả tất cả những gì tôi làm là trích dẫn các quy định của liên bang. Tại sao Đảng Dân Chủ lại sợ luật này? Ngoài ra, theo các nhà quan sát, chiến dịch tranh cử của ông trump sẽ cố gắng biến lý lịch công tố viên thành điểm bất lợi đối với phó tổng thống harris bằng cách nhấn mạnh vào thành tích cải cách tư pháp của cựu tổng thống đồng thời tấn công các quyết định truy tố và ân xá trước đây của bà harris